phải lâu dữ vậy? Mỗi việc chăm heo thôi mà làm cũng không xong nữa. Bà nói thì hay quá, bà làm thử tôi coi nào. Đi ra đi, tôi làm cho. Làm thế này heo thì tôi chết đói mất. Nè, nhìn nè. Bà thái này còn chậm hơn cả tôi thái rồi đấy. Bà cứ để đấy, tôi đã có cách. Ông trước giờ ăn nhậu có làm cái gì đâu, ông kiếm cái gì? Ui, cái lão này, hôm nay con chưa về nữa. Nhậu suốt thì nhậu về đây rồi. Bà, từ nay mà không phải thái trừ nữa, việc này cứ để tôi lo. Làm cái gì? Làm gì giờ này mới bảo về? Ông lo cái gì? Thái trừ cứ để tôi lo, 30 giây một cây. Ra ngoài cửa. Ông thấy cái đống chuối này chưa? Thì mà ông xử lý được cái đống này đi. Rồi ông muốn làm gì ông làm. Đây, bà ra đây tôi cho bà coi. Cái gì? Đi ra đây. Ui, cái gì thế này? Máy thái chuối. Ông mực biết gì cái máy này. Ông bảo ông chỉ biết bia với rượu. Vào làm luôn hả?
Vâng, và đây là thành phẩm sau khi chúng ta băm cùng với chiếc máy băm cỏ 1.5 kW. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.